Thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý ưu tiên đưa khoảng 14.000 công dân Việt Nam ở nước ngoài là các trường hợp đặc biệt về nước, như đề xuất của Bộ Ngoại giao, bao gồm các trường hợp là lao động hết hạn hợp đồng, hết hạn visa. Đồng thời, Thủ tướng chỉ đạo đề nghị các bộ tạo thuận lợi nhiều hơn về thủ tục, bảo đảm công khai, minh bạch về điều kiện được về nước, hồ sơ thủ tục đăng ký về nước, các hình thức cách ly linh hoạt, an toàn khi nhập cảnh, đúng đối tượng. Công dân Việt Nam ở nước ngoài về nước được cách ly tập trung và cách ly bằng các hình thức phù hợp, linh hoạt đối với từng loại đối tượng. Thủ tướng cũng chỉ đạo chưa mở cửa cho khách du lịch quốc tế nhập cảnh Việt Nam. Các tỉnh, thành phố có cửa khẩu hàng không quốc tế, cửa khẩu đường bộ, đường thủy quốc tế cần lựa chọn khu vực an toàn cho các thương nhân thực hiện việc trao đổi, ký kết, giao dịch thương mại, đầu tư khi vào Việt Nam. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị Chính phủ sử dụng một phần kinh phí mặt trận tiếp nhận để giúp đỡ nông dân gặp khó khăn không thuộc diện hỗ trợ của gói 62.000 tỷ đồng. Đó là những nông dân do ảnh hưởng của Covid-19 không tiêu thụ được sản phẩm, người lao động làm việc tại các hợp tác xã, tổ hợp tác, cá nhân đăng ký kinh doanh, các cơ sở giáo dục ngoài công lập, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động. Trong cuộc phát động toàn dân phòng chống Covid-19 từ giữa tháng 3 đến nay, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tiếp nhận gần 945 tỷ đồng, trong đó tiền mặt là hơn 820 tỷ, hiện vật quy ra tiền trị giá gần 125 tỷ đồng. Thưa quý vị, Mỹ vùng dịch lớn nhất thế giới ghi nhận hơn 55.000 ca mắc Covid-19 ngày 2 tháng 7, tăng kỷ lục trong ngày thứ 3 liên tiếp. Số ca Covid-19 mới đã gia tăng đáng lo ngại tại 37 bang của Mỹ trong vài ngày qua. Hiện tổng số người mắc Covid-19 ở Mỹ lên tới hơn 2,8 triệu người. Trước làn sóng dịch Covid-19 mới, nhiều bang của Mỹ đã phải tạm ngừng kế hoạch mở cửa tiếp theo, đồng thời tăng cường các biện pháp ứng phó với dịch bệnh. Các biện pháp trên có thể ảnh hưởng đến các sự kiện mừng Quốc khánh Mỹ mùng 4 tháng 7. Nhiều thị trấn, thành phố trên khắp nước Mỹ cũng đã quyết định hủy các chương trình diễu hành truyền thống và bắn pháo hoa, tránh tụ tập đông người nhằm ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch bệnh. Ấn Độ vừa mở ngân hàng huyết tương đầu tiên tại thủ đô New Delhi. Ngân hàng do chính phủ quản lý được đặt trụ sở tại bệnh viện của Viện Gan Mật. Các bệnh nhân COVID-19 đã bình phục và đủ điều kiện sức khỏe được kêu gọi đến hiến huyết tương để điều trị cho các bệnh nhân nặng. Theo liệu pháp điều trị này, máu của người đã khỏi bệnh giàu kháng thể được cho là có thể giúp các bệnh nhân nặng phục hồi. Các thử nghiệm lâm sàng về cách điều trị bằng huyết tương đã bắt đầu tại Delhi từ tháng 4. Tuy nhiên, cơ quan nghiên cứu y tế hàng đầu của nước này ICMR hồi tháng trước cho biết hiện chưa có bằng chứng thuyết phục để khẳng định liệu pháp huyết tương có thể chữa trị bệnh COVID-19. Ấn Độ hiện có hơn 627.000 ca mắc COVID-19, cao thứ tư thế giới. Thưa quý vị, không chỉ tại Mỹ, vùng dịch lớn nhất thế giới ghi nhận kỷ lục số ca mắc mới cao nhất trong ngày kể từ đầu dịch. Nhiều nơi trên thế giới cũng chứng kiến sự lây lan mạnh của COVID-19. Theo số liệu của trang Worldometer, trong ngày 2 tháng 7, thế giới có thêm hơn 208.000 ca bệnh, mức tăng trong ngày cao nhất từ trước tới nay. Có thể thấy đại dịch COVID-19 đang lây lan nhanh trên toàn cầu với số ca nhiễm hàng ngày liên tục ở mức trên 160.000 trong suốt một tuần qua. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết số ca nhiễm trong tháng 6 chiếm hơn một nửa tổng số ca nhiễm kể từ khi dịch bệnh bùng phát. Các nhà khoa học của tổ chức này cũng cảnh báo số ca mắc COVID-19 trên thực tế có thể cao hơn nhiều số liệu thống kê. Số trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng thường ít được biết đến do chúng ta chỉ xác nhận những trường hợp được xét nghiệm hay những người có triệu chứng rõ ràng. Vì vậy, số người nhiễm virus thực tế có thể cao gấp 10 lần con số được báo cáo. Ngày 2 tháng 7, Mỹ, Brazil, Ấn Độ tiếp tục là những nước có số ca mắc mới cao nhất với hàng chục nghìn ca một ngày. Mexico cũng ghi nhận số ca mắc mới trong ngày cao nhất kể từ khi dịch bệnh xuất hiện tại quốc gia này. Ở châu Á, Nhật Bản và Hàn Quốc tiếp tục xuất hiện những ổ dịch nhỏ tại các đô thị sau khi dỡ bỏ giãn cách, khiến chính quyền lo ngại dịch bùng phát trở lại. Hôm nay là ngày thứ hai liên tiếp Nhật Bản ghi nhận số ca mắc mới ở mức 3 con số. Tokyo hôm nay tuyên bố sẽ kiềm chế sự lây lan của virus SARS-CoV-2 bằng cách mở cửa nền kinh tế một cách thận trọng. Trong khi đó, thành phố Quang Chu Hàn Quốc quyết định sẽ siết chặt việc áp dụng biện pháp giãn cách xã hội lên mức 2. Theo đó, các buổi gặp mặt, hội họp, sự kiện sẽ bị hạn chế. Người dân không được tụ tập trên 50 người trong một phòng và trên 100 người ở ngoài trời. Ngoài ra, 13 loại hình cơ sở kinh doanh nằm trong danh sách hạn chế hoạt động của chính phủ sẽ phải đóng cửa trong 2 tuần tới. Dù không còn là điểm nóng của dịch bệnh, trong cuộc họp báo trực tuyến với Chủ tịch Hội đồng châu Âu, Thủ tướng Đức Angela Merkel tuyên bố lục địa già đang phải đối mặt với giai đoạn khó khăn nhất trong lịch sử do cuộc khủng hoảng COVID-19, đồng thời kêu gọi các nhà lãnh đạo EU thông qua quỹ phục hồi kinh tế trong mùa hè này.
Thưa quý vị, trong khi cả thế giới đang cảm thấy ghê sợ trước sức tàn phá ghê gớm của COVID-19, thì tại Mỹ một nghịch lý lại xảy ra. Giới trẻ tại nước này lại bày ra những cuộc thi đua nhằm nhiễm bệnh. Ai nhiễm trước thậm chí còn được thưởng tiền. Giới chức Mỹ đang nỗ lực ngăn chặn những cuộc thi này giữa bối cảnh dịch bệnh tại nước này đang ngày càng khó kiểm soát. Tại bang Alabama, các sinh viên đã tổ chức những bữa tiệc để cố tình lây nhiễm virus SARS-CoV-2 cho nhau. Trong đó, người đầu tiên nhiễm COVID-19 sẽ được thưởng tiền. Người tổ chức tiệc cố tình mời những vị khách có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19. Người đầu tiên được chẩn đoán nhiễm virus SARS-CoV-2 sẽ nhận được số tiền thưởng trích từ quỹ bán vé. Giới trẻ đã tổ chức hàng loạt các bữa tiệc như vậy trong thành phố và khu vực lân cận. Có thể nhiều sự kiện vẫn chưa được chính quyền phát hiện. Người đứng đầu cơ quan cứu hỏa thành phố Tuscaloosa, Randy Smith, cho biết các nhân viên cứu hỏa xác nhận một số sinh viên đã tham dự những bữa tiệc dù biết rằng họ đã bị nhiễm bệnh. Giới chức thành phố Tuscaloosa đang tìm cách ngăn chặn những bữa tiệc thi nhiễm COVID-19 này sau khi thông qua sắc lệnh yêu cầu người dân phải đeo khẩu trang tại nơi công cộng. Alabama là một trong số những bang ở Mỹ gia tăng kỷ lục các trường hợp mắc COVID-19 trong tuần qua. Bang này ghi nhận hơn 39.000 ca nhiễm. Thực tế là số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 ở Mỹ đang tăng đột biến trong những ngày gần đây. Hai tuần trước, số ca mắc mới tại Mỹ ở mức khoảng 22.000 ca một ngày, nhưng trong 7 ngày qua, con số này luôn hơn 40.000 ca một ngày. Số ca mắc mới tăng ở 37 trên tổng số 50 bang của Mỹ. Tình hình dịch bệnh ngày càng phức tạp buộc nhiều bang phải hoãn hoặc đảo ngược kế hoạch nới lỏng phong tỏa. Cố vấn Y tế Nhà Trắng Anthony Fauci cho biết, sự gia tăng số ca nhiễm COVID-19 tại Mỹ gần đây bắt nguồn từ việc phần lớn người Mỹ phớt lờ hướng dẫn y tế cộng đồng như giữ khoảng cách an toàn và đeo khẩu trang. Ông cảnh báo, nếu xu hướng này tiếp diễn, Mỹ có thể ghi nhận tới 100.000 ca nhiễm mới một ngày. Diễn biến này không những gây phức tạp cho tiến trình mở cửa trở lại, mà còn tạo ra thách thức lớn đối với tiến trình tranh cử của Tổng thống Donald Trump trong cuộc bầu cử vào tháng 11 tới, bởi những tác động của dịch bệnh kéo dài đang làm trầm trọng thêm những hậu quả về kinh tế. Thưa quý vị, sáng nay tại hội nghị đoàn chủ tịch lần thứ 2 khóa 9 và sơ kết công tác mặt trận 6 tháng đầu năm và thảo luận chuyên đề về công tác vận động toàn dân tích cực tham gia phục hồi và phát triển kinh tế xã hội đất nước trong bối cảnh dịch COVID-19, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết, 6 tháng năm 2020, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc các cấp đã phát động vận động toàn dân, các tổ chức cá nhân tham gia ủng hộ nguồn lực, kinh phí phòng chống dịch, phối hợp cùng chính phủ, các cấp, các ngành hỗ trợ nhân dân khắc phục thiệt hại do dịch COVID-19 gây ra, ổn định đời sống, khôi phục sản xuất và kinh doanh với tinh thần tương thân tương ái. Ngay từ đầu tháng 5, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã vào cuộc thành lập các đoàn giám sát. Qua giám sát, kịp thời nắm bắt được thuận lợi, khó khăn, vướng mắc, phát hiện những sai phạm trong quá trình thực hiện để kịp thời phản ánh, giải quyết. Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn đề nghị, thời gian tới Mặt trận Tổ quốc các cấp tiếp tục phát huy quyền làm chủ của nhân dân, phát huy sức mạnh, sức sáng tạo, ý chí tự lực tự cường của gần 100 triệu người dân Việt Nam trong nước và đồng bào ta ở nước ngoài, kiểm soát thành công dịch bệnh để đất nước vượt qua khó khăn, thách thức. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, đến nay có 7,8 triệu người lao động bị mất việc, nghỉ luân phiên, giãn việc. Thu nhập của người lao động cũng sụt giảm đáng kể. Đây là kết quả đáng băn khoăn được đưa ra tại Hội nghị Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ 6 khóa 12 diễn ra trong 2 ngày mùng 3 và mùng 4 tháng 7 tại thủ đô Hà Nội. Do dịch COVID-19, nhiều doanh nghiệp gia công hàng xuất khẩu thuộc các ngành dệt may, da giày bị cắt giảm đơn hàng nên đã chấm dứt hợp đồng với nhiều lao động. Lợi dụng những khó khăn về tài chính, một số đối tượng đã thu gom mua bán sổ bảo hiểm xã hội của người lao động. Tín dụng đen xoáy sâu vào khó khăn của người lao động. Trước những khó khăn này, các cấp công đoàn huy động các nguồn lực để chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, người lao động với tổng số tiền là hơn 112 tỷ đồng. Đặc biệt, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh 500.000 đồng một người. Ước tính sẽ có khoảng 1 triệu người lao động được nhận hỗ trợ này. Cùng với đó, tổ chức công đoàn phối hợp với người sử dụng lao động sắp xếp lại sản xuất, nhân sự, tìm kiếm thị trường, phát động phong trào thi đua, nâng cao năng suất, chung tay cùng doanh nghiệp vượt qua khó khăn. 6 tháng đầu năm, ngành thuế đạt được nhiều kết quả tích cực, cùng chính phủ triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sau COVID-19. Đây là kết quả hội nghị sơ kết công tác thuế 6 tháng đầu năm 2020 của Cục Thuế thành phố Hà Nội vừa diễn ra vào chiều nay. Tham dự tại điểm cầu Văn phòng Cục Thuế có Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Đức Chung, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà và đại diện lãnh đạo thuộc ngành thuế.
Tại hội nghị, Cục Thuế Hà Nội cho biết sau tháng đầu năm 2020, những biến động lớn do tác động của đại dịch COVID-19, hầu hết các ngành lĩnh vực kinh tế chịu ảnh hưởng nặng nề, nhiều hoạt động kinh tế xã hội ngưng trệ. Trước tình hình đó, Cục Thuế thành phố Hà Nội đã chủ động xây dựng hình thức hoạt động trực tuyến, sớm tuyên truyền tập huấn cho doanh nghiệp, người nộp thuế từ trực tiếp sang trực tuyến. Qua đó góp phần kiểm soát dịch bệnh nhưng vẫn triển khai hoạt động thông suốt. Qua 6 tháng, ngành thuế thu được nhiều kết quả tích cực. Tổng tiền phát sinh theo kê khai phải thu nộp là gần 134.000 tỷ đồng, gia hạn tiền thuế và tiền thuế đất trong 6 tháng theo Nghị định số 41 của Chính phủ với tổng số tiền là 17.170 tỷ đồng. Trong khi đó, thì giảm thiểu phương tiện cá nhân là một mục tiêu rõ ràng trong nhiều năm qua đối với các địa phương, nhất là các đô thị lớn. Việc Bộ Tài chính đưa ra chính sách giảm 50% phí trước bạ đối với xe ô tô sản xuất trong nước cho thấy rất có thể số lượng người mua ô tô sẽ tăng lên trong thời gian tới. Điều này sẽ tiếp tục gây thêm áp lực giao thông, nhất là ở những thành phố lớn. Dù những chính sách về giảm thiểu phương tiện cá nhân để chống ùn tắc đã được bàn trong 10 năm qua, thế nhưng việc ùn tắc giao thông ở các thành phố lớn như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh vẫn là chuyện thường ngày. Người dân lúc đầu thì bức xúc, sau nữa thì hy vọng và đến nay thì hoàn toàn mặc kệ, xem như việc ùn tắc là bình thường. Tuy nhiên, với chính sách giảm phí trước bạ 50% với các đăng ký xe mới cho ô tô sản xuất trong nước, lo lắng của nhiều người dân về việc các phương tiện cá nhân gia tăng thêm và ùn tắc lại thêm ùn tắc. Một ngày có khi 8 tiếng đồng hồ làm việc nhưng mà di chuyển mất khoảng 2-3 tiếng thì 5 tiếng còn lại thì liệu có đủ để giải quyết cái khối lượng công việc mà mình cần giải quyết hay không? Theo nhiều chuyên gia giao thông, các đô thị lớn, nhất là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, giảm 50% phí trước bạ sẽ tác động ngay đến giao thông đô thị. Điều đáng nói là việc áp dụng giảm phí trước bạ nhưng cơ quan quản lý lại chưa đưa ra được các giải pháp ứng phó nguy cơ gia tăng phương tiện gây ùn tắc giao thông sau khi chính sách áp dụng. Cái việc ách tắc giao thông nó không tỉ và cái phát triển của phương tiện cá nhân nó không tỉ lệ thuận với lại cái hệ thống giao thông, hạ tầng kỹ thuật. Mà cách đây phải nói hơn 10 năm và trước nữa Hà Nội đã có chủ trương đó rồi nhưng chúng ta không thành công. Tại sao? Bởi mỗi một chủ trương đưa ra ấy, nó phải có những giải pháp. Hiện nay là chúng ta thiếu giải pháp. Phía Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia lại cho rằng giảm phí trước bạ là chính sách nhất thời để chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp sản xuất ô tô trong dịch COVID-19. Và nhà nước chắc chắn sẽ có những điều chỉnh hợp lý để khống chế nguy cơ gia tăng phương tiện gây ùn tắc. Chính sách này là nó đang phù hợp và phải thực hiện rất nhanh, rất khẩn trương trong cái giai đoạn mà phục hồi và tạo đà để phục hồi kinh tế sau cái ảnh hưởng rất là nghiêm trọng của COVID. Thế còn khi mà kinh tế phát triển trở lại bình thường, thị trường trở lại bình thường thì chúng ta sẽ lại có điều chỉnh và khi đó chắc chắn là chính phủ cũng như các bộ ngành liên quan sẽ có cái điều chỉnh phù hợp để đảm bảo là những cái chính sách về thuế phí đối với phương tiện cá nhân nó phù hợp với cái chiến lược về phát triển vận tải công cộng và hạn chế sử dụng phương tiện cá nhân. Tâm lý của người dân vẫn là chọn thời điểm mua sắm ô tô khi được giảm phí, lệ phí. Việc tính toán về sản lượng tiêu thụ và phương tiện mới đăng ký trong thời gian tới là điều cần thiết mới có thể giải quyết bài toán sức ép gia tăng phương tiện cá nhân gây ùn tắc. Các chuyên gia cũng cho rằng việc gia tăng ô tô để kích cầu nhưng rất cần những biện pháp hành chính để người dân sử dụng hiệu quả và hạn chế tác động xấu đến cuộc sống trong tương lai gần. Nếu cứ diễn biến như hiện nay thì chỉ vài năm nữa thôi, Hà Nội có thể mất kiểm soát về giao thông, còn Thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ kẹt cứng.